À, lại về một đôi Kenwood nhé. Kenwood này là Kenwood 5G, vâng, dòng đời cao của Kenwood nhé. Vâng, đây quý vị xem đây nhá. Vâng, đấy. Đấy. Quá tuyệt vời luôn nhá. Vâng, đấy. Đây này của nó thì phải nói là về trong tình trạng đẹp. Vâng, đấy. Đây. Đấy. Ok luôn nhá. Đấy. Đấy. Rất ok. Kenwood. Kenwood 5i, công suất của nó khoảng 5G, công suất của nó 100W, vâng, trở kháng 6 ôm nhá. Vâng, đây em sẽ đo kích thước của nó nhé. Con này người ta gọi là 27 28. Nhưng mà con này gọi là bát 25 nhá. Đấy, bát 25. Cao của nó này. Cao của nó là 56 cm. Đấy. 56 này. Con này nghe tiếng rất hay nhé. À, ngang 31,5. Và sâu của nó là 25. Đấy. Vâng. Con này thì chất âm của nó cực kỳ tuyệt vời, dòng Kenwood rồi. Đây là một trong những dòng gần như là đầu bảng của Kenwood trong 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 cái ở mức tầm trung nhé. Vâng. Đấy. Quý vị nhìn này, vâng. Đây, em sẽ xoay quanh đây, thành vách cho quý vị xem. Đấy. Về đẹp xấu quý vị tự nhận xét cho em nhé. Đấy. Quý vị tự nhận xét cho em. Đấy. Em trình chiếu hết. Nói về cái này thì có những người người ta bảo là 90, có người bảo 95, có người bảo 97, có người bảo 80. Nói chung là cái này thì quý vị tự nhận xét. Đấy, quý vị tự nhận xét nhé. Đấy. Em chỉ trình chiếu này thôi, và không có bình luận nhiều. Đấy. Con này thì dễ ghép âm ly lắm nhá. Con này thì rất dễ ghép âm ly nhá quý vị nhá. Rất dễ ghép âm ly và tiếng rất hay nhá. Rất dễ ghép âm ly và tiếng rất hay. Vâng. Nó là một trong những dòng size mà tầm trung mà rất hiếm. Vâng, những đôi này rất hiếm và quý vị sử dụng thì chất âm thì rất tốt nhá. Vâng. Đấy. À, em báo giá luôn nhá. Vâng. Đôi này. Đấy. À, quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Vâng, đôi này thì đôi này của nó nhá, trên thị trường hiện nay bán cỡ giá khoảng tầm 4 triệu rưỡi nhá. Cỡ bán khoảng tầm 4 triệu rưỡi. Vâng, những đôi như thế này. Còn vâng, em bán giá thanh lý Tết cho quý vị nhá. Bán giá thanh lý Tết cho quý vị 3 triệu 490 nghìn nhá, mức giá rất rẻ. 3 triệu 490 nghìn, không ở đâu có thể bán được giá này luôn nhá. Vâng. Đôi này người ta bán phải tầm 4 triệu rưỡi, 4 triệu 6 là thấp nhất đấy. Vâng. Em bán 3 triệu 490 nghìn. Quý vị nào lấy alo ngay cho em nhé. Quý vị nào lấy thì chuyển khoản cho em. À, nếu ở miền Nam thì ra Tết chuyển hàng, còn nếu ở miền Bắc thì em sẽ gửi hàng ra xe cho quý vị nhé. Vâng, xin lỗi thì Tết này em sẽ không ship code nhé. Vâng, em xin cảm ơn. Và quý vị nào lấy thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của em nhé. Nhắn tin thì em sẽ rất bận, có thể đọc tin nhắn chậm hơn nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.